rồi nè, đêm tắm rửa vô thân xui phải không, đi ăn ăn xui xui tối về quậm nữa. Rồi vậy là thi bỏ nghề kia luôn. Trời ơi, giờ bánh tráng là sao đi làm gái được, mà làm gái rồi giờ đó nó làm sao mất sức rồi sao quậm được hai má, rồi sao đi buôn bán bánh tráng được, đúng không em? Ủa chị biết muốn móc câu à, móc tiền á. Trời bây giờ biết sao không? Hôm qua rất là đuối, đuối lắm, mệt lắm luôn á. Hôm qua chị ò đúng không? Hả? Hôm qua chị ò. Ờ, nó bị giống như bị cái gì á. Có bầu, có kinh hay gì á. Đầu tiên em tưởng em bị hả? Đầu tiên là chị ò em cũng nghĩ có rồi đó. Mà, BD có chuyện bình thường mà. Hả? Hôm nay khỏe rồi hả? Bầu tím chứ phải bầu đỏ. Chưa đâu. Chạy chạy xuống xuống cho nó để đồ giùm em. Chạy chạy thì có kinh màu tím hay màu đỏ à? Kinh màu hồng cánh sen. Đứng xếp hàng đi mọi người, đợi em tí xíu, em cố gắng em ra bánh cho mọi người cho không chịu đợi em ra hả? Không luôn cả làm với bà đi, đợi em ra. Trời ơi bây giờ tôi vô trong đó tôi ngồi nha, bây giờ tôi vô trong đó tôi ngồi nha, tôi bây giờ tôi có vô trong đó ngồi, nó cũng có nhiều đó người à. Chị ơi, chị đừng nói chuyện với khách đi. Hả? Chị đừng nói chuyện với khách đi. Chị đừng nói chuyện với khách đấy. Chị mỗi chừng lắm rồi. Chị ngồi xong rồi chị nói. Chị nói gì giờ? Ai biết, ai biết đâu. Thôi con qua bỏ qua đi, ra đứng quay coi. Đúng rồi đó. Hôm qua chở bạn gái đó, cha gồng ghen không? Đâu liên quan gì tới em đâu. Ủa em vậy đâu, em đâu biết, còn không biết. Tôi nói hai người nắm tay trong dạ đêm nha. Thấy rồi kìa. Nắm tay trong đêm, hôm qua em quay buổi chiều mà, đâu quay buổi tối đâu. Kia. Đúng rồi. Hôm kia hai người nắm tay trong đêm á. Hai người đó vào đèn cho tôi tưởng tôi không thấy, hai người cầm tay. Còn làm gì nữa không? Vậy. Cảm ơn nha. Chị ơi, thật sự đó là bạn bạn gái của cha rồng, nhưng mà hôm đó là cha rồng bận xong rồi em chở đi dùng đi chơi dùng. Sao vậy cha rồng? Hai đứa xài chung mà. Hai đứa xài chung hả? Ê, có khi nào hai đứa xài chung vậy, xài xài quá đáng hai đứa lọt vô trong cái tụm không? Thôi không, tụi em xài nhưng mà tụi em biết là phân bổ thời gian. Phân bổ thời gian. Bà có chịu xài chung không? Bà có chịu xài chung không? Chơi xôm luôn á. Để kêu chú dán tiền xài chung với bà nha. Kêu chú dán tiền xài chung với bà nha, bà chịu không? Ok. Nè đây là vợ cả của em nè. Wow. Được không? Không được, tao quắt tay tao không chịu kìa má ơi, tao không chịu kìa. Tao không chịu kìa. Bữa giờ bỏ đòi ly dị mày không chịu. Mọi người đợi em nha, để em coi coi. Trời ơi chết, bánh cho ra kìa. Đem vô trong đó giải quyết mới được. Mọi người đem nói chuyện khùng điên hoài, nó chưa có ra bánh được, tội nghiệp mọi người á. Thế cho nên bây giờ các thi sẽ tranh thủ làm đêm để cho gặp phần bánh, làm hôm qua các thi làm tới 1-2 giờ luôn á. Mà mệt thì mệt, hôm qua rất là mệt mệt. Bệnh lắm, đang đứng cái tự nhiên xuyển miệng có người luôn, mà mình đang cũng đang cố gắng mình được mình không dựng lên để ra bánh, nhưng mà tới khuya là các thi ra mà hồi đó mới ra được cái số lượng nó không được nhiều quá, vì hôm qua ai cũng đuối à, trong nhà ai cũng đang rất là mệt, mà mình bắt họ làm khuya nữa thì ngày mai ngủ gì, 8 giờ vô họ cũng dịch giờ, cho nên thôi. Còn các thi thì hầu như là ngày nào không có ngày nào ngủ đúng giờ đúng giấc cái gì, thấy không? Rồi nè, đêm tắm rửa vô thân xui phải không, đi ăn ăn xui xui tối về quậm nữa. Rồi vậy là thi bỏ nghề kia luôn. Trời ơi giờ bánh tráng là sao đi làm gái được, mà làm gái rồi giờ đó nó làm sao mất sức rồi sao quậm được hai má, rồi sao đi buôn bán bánh tráng được, đúng không em? Ủa sao nhìn em quen vậy? Hồi bữa em có đi dù diện tiến phải không? Vậy á, quên em theo bao. Có bao đi lông à? À có bao đi lông, bữa đó đựng đồ đúng không? Đúng rồi. Có trả tiền chứ chị? Đó, nghe lời chị nghe không, phải gỡ buồn ngã trước khi mà bị phạt nha. Đây, đợi cái thi nha. Không ai quay đâu, khỏi bịt khẩu trang. Người ta đâu quay các mình đâu, yên tâm đi. Dịch bệnh hả? Vậy hả? Nói nghe nè, ở đây không ai bị dịch hết, cuối cùng không bị dịch trước mọi người nha. Rồi mọi người đợi em tí xíu, đem tranh thủ em ra hàng nha. Đó, em gái nó đang đứng đợi các thi. Trời mọi người biết là hôm qua em đang đứng vậy tự nhiên cũng mặt mày em
đen tối rồi luôn, em không nhìn được ai luôn, em mệt hết. Cái lực đêm chạy vô em nằm nghỉ, mà em nằm nghỉ rất vui quá. Cái các team mới vô trong đó, các team nằm nghỉ mà mình còn suy nghĩ chỗ khách ngoài đây lỡ ta lỡ không có mình sao trời, không quay cái thấy mệt quá. Cũng phải cố gắng ngồi dậy tí xíu để ra coi có khách tiếp khách xong xuôi rồi mình thấy chút mình ngồi mình đuối quá, anh chịu không nổi mình mới vô là đi vô nhà nghỉ, xong rồi đi ra xong rồi lại vô nhà nghỉ. Ừ, vô nhà nghỉ hai phát vậy đó, nó bị đã nư mà auto đi chung này chứ đâu. Auto đi chung, auto cỡ Hugo chung đúng không? Mọi người đợi em nha, em đang chuẩn bị ra bánh rồi đấy. Ở trong đó nó đang hoạt động tay chân. Rõ ra bánh rồi, ra bánh. Gặp em bị đuôi nữa. Xa xa không thấy. Có bánh chưa? Đợi nha, 9 giờ có bánh, ok. 9 giờ em sẽ được một cái phần rất là ngon nha. Đợi má Hùng mà. Trời ơi. Nè, phần bên đây chưa có lấy tiền nha. Tôi mệt nó thiệt, tôi đuối cái chân lắm luôn mọi người, tôi nói thiệt. Mọi người góp ý chia sẻ hồi sau các thiên không mướn thêm người để làm để ra bánh sáng cho danh thì thế nào các thiên. Sao mọi người biết tôi không mướn thêm người? Không lẽ một lần tôi mướn được thi mai tôi phải đăng lên status? Không lẽ tôi mướn được thi mai tôi phải đăng lên YouTube? Không lẽ một lần tôi mà mướn được thêm ai là tôi kêu Sài Gòn Now 24 giờ, còn rồi Darlene, rồi ông rồi quay cha rồng Ato. Không lẽ một lần tôi mướn ai tôi phải kêu mấy người đó ra? Trời. Nhưng mà thấy bánh tráng vẫn không ra kịp á. Không ra kịp thì bây giờ tất nhiên rồi, mình đâu phải là một cái xưởng đâu, đúng mấy không? Mấy người mà bán mấy ngàn người sao? Có nghĩ là không bán nữa hả? Làm cục viên lên đi em. Để đó đi, để đó đi. Ở đây là ca sĩ nào vậy? Hả? Ca sĩ hát bội, hát đường quyền á. Đi đường quyền á. Đây, để đây. Đó. Đây. Hai phần. Của em hai phần nữa là đủ đúng không? Rồi, cảm ơn em, thông cảm giùm chị nha. Để bắt em quá chờ đợi lâu quá. Đây là chị 20. Đúng không? Con 4 bịch con sẽ được 2 bịch nha. Con thông cảm giùm cho chú. Trong thời gian này tình hình Cuba đang căng thẳng đó con. Thấy không? Rồi, đây chú gửi cho con. Rồi cho chú xin lại được 2 bịch nữa. 2 bịch nữa. Ok. Rồi chết rồi. Mấy ông ngoại không dám vô phần thuận rồi xong. Rồi. Được 2 bịch nha. Mình được 2 bịch. Ok, con cảm giùm em nha. 60 đó anh. Cảm ơn anh nha. Đây. Hai bịch. Rồi, cảm ơn em. Hai bịch 60. Trời ơi, cao quá, chút điểm không? Như tuổi rồi. 17. Gì? 17 hả? 17 tuổi rồi. Ôi là trời, 17 tuổi. Cái tuổi đó mà nó lên mà nó cởi thú nhúng một cái đã luôn ha. Cảm ơn em. Của em nhiêu? Hai bịch chị nói là em được 400 cầm giùm cho chị. Em có 10.000 không? Không có không đây. Cầu xào quá, tôi hỏi có 10.000 không? Lắc tay không có, chút xíu chạy ra ngoài tôi đưa 50 tôi bắt nó lên 50.000 là mình kiếm có ga à. Đây. Cảm ơn nha. Đây. Đây em sẽ được 2 bịch không? Không cảm giùm chị muốn mua nữa cứ đánh cái vòng lại còn nhiều người ta đứng sau mọi người được 2 phần nha. Đây chị gửi. Đó. Cảm ơn giùm các thì cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Đây các thứ đó là cho mình 140, có 10.000 cho mình chị 10.000 đi. Đây còn có nè, ở đâu có tiền lẻ nè. Quá rồi, để kiếm ra 10.000 giùm chị coi, chi lụng đi. Không có tiền lẻ á. Đây của em đây, cảm ơn em. Không. Rồi, đây trời tiền lẻ mừng ghê. Tương em mở đổi nha. Rồi ok, đó. Rất là nhẹ nhàng. Em được 2 phần nha. Con cảm giùm chị từng người vừa đánh sáng cho ta. 40. Ok. Nó có 10.000 không? Thấy có bóp là có 10 tiền lẻ. Kiếm cho tiền lẻ coi. Đây thì đưa 10.000 chứ xin tiền lẻ. 5.000 cho qua đi em. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Cô gái. Mọi người biết không, mình nói chuyện hoài nó cũng hao cái huyết thanh của mình á. Thầy của em. Huyết thanh phải không? Ơ thanh quản. Trời tôi quên mẹ rồi. Ờ, cảm ơn em. Hai bịch cho chị này, hai bịch.
trời của chị. À, em thấy chị có 10.000 không? Em thấy mấy người lớn tuổi em có tiền lẻ lắm đó nha. Không có, tiền 500 nữa ấy đâu. Trời ơi, trời ghét quá vậy. Để em gửi cho chị nè. Cảm ơn chị nhiều nghe. Đó. Pikachu, Pikachu ơi, Pikachu. Ai chờ Pikachu. Ở đó bé là chờ chị, xếp hàng chờ dùm chị. Đây nè, mình đứng ở bên đây nè con. Ra giờ đợi các chút xíu nha. Pikachu. Con ơi, xếp hàng đó, con đi có tên đi tập thể dục không? Cái đó là con đang đứng đâm heo.